Chỉ cần 5 phút đi theo trục Trần Hưng Đạo qua cầu Nguyễn Văn Cừ hoặc cầu chữ Y là có thể đến Topaz Elite, dự án nằm tại trung tâm quận 8, là giai đoạn 2 trong tổng thể dự án khu công viên văn hóa thể thao và du lịch rộng 16 hectare, mặt tiền giao lộ Tạ Quang Bửu và Cao Lỗ, là khu đất vàng ngay trung tâm thành phố. Topaz Elite thừa hưởng tất cả các tiện ích ngoài khu từ khu vực lân cận bao gồm quận 1, quận 4, quận 5, quận 6 và khu Nam Sài Gòn.